Giá Xá khi đã biết nên chuyên tâm trì tụng chú Đại Bi của Đức Quan Thế Âm, đi chỉ 100 bước theo kịp vị tăng ấy. Nhưng vì vị tăng này đã bị quỷ hại, pháp sư nương nhờ chú lực được qua khỏi đại nạn này. Nhờ đó ngài tiếp tục đi tới trước, lại gặp phải bọn cướp núi. Pháp sư vẫn chuyên trì niệm thần chú Đại Bi, nhờ chú lực linh ứng hộ vệ, nên khi ngài và bọn giặc gặp nhau, tuy đối diện mà chúng không thấy ngài. Ngài theo con đường của người do Sa Môn Thiên Vương chỉ, đi về hướng đông đến nước Tề, nhằm niên hiệu Thiên Bảo năm thứ 7 mới đến kinh đô. Trích Cao Tăng Truyện tập 2. Sự tích 101. Đạt Ma Cấp Đa, Trung Quốc dịch là Pháp Mật. Người ở nước La Ra, Nam Thiên Trúc, nghe ở Đại Quốc Chi Na, ngôi Tam Bảo hưng thạnh, muốn đến nơi ấy để xem phong hóa và truyền pháp lợi sanh. Đường đi phải vượt qua núi tuyết và trải qua nhiều bãi sa mạc, nước cỏ đều không có. Pháp sư một lòng thành kính chuyên tụng chú Đại Bi của Đức Quan Thế Âm. Đêm ấy bỗng nhiên có trận mưa to, thân mát mẻ, tâm an vui. Ngài theo đường đi tới trước, trải qua hơn một năm mới đến Đông Độ. Bây giờ nhằm niên hiệu Khai Hoàng năm thứ 10, lúc mùa đông. Trích Cao Tăng Truyện tập 2. Sự tích 102. Triều nhà Đường, Phật tử Lý Hân, quê ở Đông Quận, tỉnh Hà Nam, chuyên trì thần chú Đại Bi. Em gái của ông bị bệnh chết, nhưng vài ngày sau sống lại. Cô ấy tự thuật, lúc mới chết, bị vài người bắt dẫn vào trong nghĩa địa. Nơi ấy lại có vài mươi người muốn lăng nhục cô. Trong số đông ấy, có một người bảo rằng, cô gái này là em ruột của Lý Thập Tứ Lan. Hiện nay, Lý Thập Tứ Lan không bao lâu sắp về tới nhà. Người ấy là bậc hiền thiện, ăn chay niệm Phật, chuyên trì thần chú. Nếu nghe chúng ta xúc phạm em gái của người, thì chắc không khỏi bị ông ấy dùng thần chú làm cho chúng ta phải bị khốn khổ hổ nhục. Chi bằng tốt nhất là mau mau đưa cô ấy về. Những người kia nghe theo lời, cùng nhau đưa cô gái về nhà. Quả nhiên, chỉ chốc lát, anh của cô ấy là Lý Hân về tới nhà, đúng y như lời của người trong nghĩa địa đã nói. Trích Quản Dị Ký. Sự tích 103. Triều nhà Đường, Huyền Trang Pháp Sư người xứ Khâu Thị, tỉnh Hà Nam. Pháp sư từ lúc thơ ấu đã là bậc thông minh trí huệ, giới hạnh tinh nghiêm. Khi xuất gia, pháp sư phát tâm đi đến Tây Vực cầu thỉnh Pháp Đại Thừa. Bấy giờ quốc gia mới kiến lập, nên nội địa ngoại bang không giao thông qua lại được. Vì thế, tất cả các trạm hiểm yếu đều phòng thủ kiểm soát rất nghiêm mật. Những người đi qua đều bị bắt. Nhưng riêng pháp sư được các quan hữu trách địa phương tạo mọi sự dễ dàng trên đường di chuyển. Khi vừa đến sa mạc xứ Mạc Hạ Diên, rộng 800 dặm, thời xưa gọi là Sa Hà, trên không chim bay, dưới không thú chạy, lại không có một cọng cỏ chút nước. Trước kia, pháp sư đến đất Thục, thấy một bệnh nhân thân bị ghẻ lở loét, dơ bẩn, hôi hám, y phục rách rưới. Pháp sư vô cùng thương xót, liền đem y phục và thức ăn uống bố thí. Bệnh nhân vô cùng xúc động, nhận lấy, đoạn trao cho ngài quyển tâm kinh. Pháp sư được kinh thường trì tụng. Lúc đến Sa Hà, gặp các ác quỷ hiện muôn hình dị loại, vô cùng kỳ quái, quấy nhiễu phía trước sau của ngài. Đến khi pháp sư cất tiếng tụng tâm kinh, các quỷ đều tứ tán.
nhưng khổ nỗi đã 5 ngày không có giọt nước trong miệng. Pháp sư kiệt lực sắp chết, không đi được. Ngài đành nằm trong bãi sa mạc, nội tâm chí thành mặc niệm thánh hiệu Quan Âm. Đến lúc nửa đêm, bỗng có cơn gió mát thổi đến, thân ngài mát mẻ nhẹ nhàng như được vào sông tắm. Bấy giờ đôi mắt ngài sáng lên, tinh thần minh mẫn, con ngựa cũng đứng dậy được. Pháp sư lên lưng ngựa, nhưng ngựa bỗng rẽ sang đường khác, pháp sư khiến nó không được. Con ngựa phi một đoạn đường thì trước mặt gặp một vũng nước. Bấy giờ người ngựa đều tươi tỉnh, tánh mạng an toàn. Trích Sư Bổn Truyện. Sự tích 104. Triều nhà Đường, Phật tử Âu Dương Sáng, người ở Từ Châu, chuyên trì Đại Bi Thần Chú. Nhà ông ở cách phía nam Từ Châu chừng 50 dặm. Ngày nọ, ông vào thành gần đến tối mới về. Đi chừng 20 dặm, trời bỗng sấm sét đùng đùng, mưa to gió lớn. Đường đi lại ở vào khoảng núi rừng hiểm trở âm u và có nhiều hang sâu. Nơi ấy trước kia có nhiều mãnh thú. Tâm Sáng hồi hộp lo sợ không yên. Khi đến truông núi, mưa gió càng dữ hơn trước. Bỗng một quái vật to lớn lù lù hiện ở trước. Mình nó cao hơn một trượng, toàn thân đều trắng, đầu đuôi không phân biệt, cách chỗ Sáng chừng hơn 10 bước. Sáng đi, quái vật cũng đi theo không rời. Sáng càng sợ hãi, trong tâm muốn tụng thần chú, nhưng miệng cứng không thể phát thinh được. Sáng cố bình tĩnh, chí thành mặc niệm vài biến, sau đó mới phát thinh tụng, rồi tụng mãi không thôi. Quái vật ấy bỗng nhiên biến mất, mưa cũng bớt dần. Sáng an nhiên về đến nhà. Trích Chuyển Nhân Lục và Ngọc Đường Nhàn Thoại. Sự tích 105. Triều nhà Tấn, Phật tử Hồng Dương, một ngày nọ từ Lạc Bình tỉnh Giang Tây về nhà. Mặt trời đã lặn, có 3 người đầy tớ cùng đi theo. 2 người khiêng kiệu, 1 người gánh đồ. Theo lộ trình thì khoảng nửa đêm mới tới nhà. Đi đến canh 2, trăng sáng lờ mờ, bỗng nghe trong núi phát ra âm thanh ầm ầm, dường như vài mươi cây đại thọ bị ngã gãy. Tâm của Dương biết có việc chẳng lành, lập tức xuống kiệu cùng với 3 người tớ định tìm chỗ trốn. Bỗng trông thấy phía bên trái về đường có khe suối nhỏ, nhưng không có nước, thầy trò có thể ẩn núp. 4 người lập tức đến nơi ấy. Bấy giờ có một quái vật đứng sững trước mặt họ. Nó cao chừng 3 trượng, từ đầu đến chân sáng rực như đèn. Hồng Dương vốn là một Phật tử chuyên trì chú Đại Bi của Đức Quan Âm. Trong giờ phút ghê sợ này, lập tức trì tụng không kể biến số. Quái vật ấy vẫn đứng an nhiên bất động. Hồng Dương kinh tâm tán đởm té nhào xuống đất, nhưng miệng vẫn trì chú không dứt. Quái vật hơi lùi phía sau, cách nhào xa dần và biến mất. Hồng Dương về tới nhà phát bệnh, thời gian lâu mới khỏi. Người tớ gánh đồ cũng thế, còn 2 người tớ khiêng kiệu thì bệnh chết luôn. Trích Di Kiên Chỉ. Sự tích 106. Triều nhà Tống có tên Lại Tỉnh Cán, người tỉnh Kiến Minh, chuyên làm nghề yêu thuật để nuôi sống. Ông ta thường đem người làm Phật cúng tế yêu quỷ, nên thường đến tỉnh Chiết Giang dụ dỗ đồng nam đồng nữ độ 10 tuổi trở xuống đem về nuôi và sau đó cúng tế cho quỷ ăn. Trong số các trẻ con bị bắt, có một bé gái con của một Phật tử. Lúc chưa bị bắt, bé gái hằng ngày theo mẹ tụng kinh niệm Phật, nhưng vì còn nhỏ nên chỉ thuộc Bát Nhã Tâm Kinh và thường niệm thánh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Đến lượt bé gái ấy bị đem cúng tế cho quỷ, tên Tỉnh Cán đem bé gái tắm gội phục sức đẹp đẽ rồi trói và đem nhốt trong một ngôi nhà trống.
Bé gái vì sợ chết nên một lòng trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Đến lúc nửa đêm, cửa sổ trên nóc nhà tự nhiên mở, còn quái vật từ trên ấy đi xuống, đôi mắt nó sáng như điện chớp. Bé gái quá sợ càng liên tục niệm lớn: Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Yết Đế Yết Đế. Bỗng nhiên từ trong miệng bé có một đạo quang minh phát ra. Quái vật muốn tiến tới nhưng thấy hiện tượng lạ ấy nên thụt lùi lại. Quang minh trong miệng bé gái càng lớn và phóng ngay đến quái vật. Cùng lúc ấy, một tiếng động khủng khiếp nổ ra, quái vật ấy ngã nhào xuống đất. Bé gái quá sợ la to: Cứu tôi, cứu tôi. Quân tuần canh đi ngang qua, nghe tiếng kêu cứu vội phá vách vào nhà, thấy một bạch mãng xà lớn chết cứng bên cạnh bé gái. Quân tuần canh bắt Tỉnh Cán và tất cả gia nhân đem về nha huyện tra hỏi. Y thú nhận mọi tội lỗi. Huyện nha đem việc ấy tâu lên triều đình. Vua hạ lệnh tịch thu nhà cửa và đài đi khỏi xứ. Trích Đàm Tấu truyện Tỉnh Cán. Sự tích 107. Triều nhà Tống có người tên Trương Thành ở huyện Kiết Thủy, tỉnh Giang Tây, niên hiệu Can Đạo năm đầu. Thành đi đến Đàm Châu để thăm người bạn cũ. Kế đó ông vào các lăng tẩm của nhà vua lễ bái. Đêm đến, ông vào khách sạn nghỉ trọ. Chủ nhân vừa trông thấy ông, niềm nở thân mật tiếp rước và dọn tiệc toàn những món cao lương mỹ vị, rượu thượng hạng ra thiết đãi. Thành thấy cử chỉ ấy vô cùng khác lạ, tự nghĩ: Mình với chủ khách sạn này không bà con không quen biết, sợ e chắc có ý gì đây. Nên khi ăn, Thành không dám uống rượu. Vả lại, đường xa mệt mỏi, nên Thành ăn rồi liền đi ngủ. Nửa đêm, Thành bỗng thức dậy, trông thấy nhà trên đèn cầy đã thắp sáng rỡ. Thành ngồi dậy lén nhìn qua khe cửa, thấy chủ nhân khách sạn áo mão chỉnh tề đứng trước bức tượng vẽ rót trà ngon rượu quý lễ bái cầu đảo. Thành lắng nghe những lời cầu đảo ấy. Thành nghe nhắc tên khách họ Trương, trong tâm biết chắc thế nào cũng đem mình tế quỷ, nên không dám ngủ lại. Chủ nhân lễ bái cầu đảo xong đi vào nhà trong. Lúc ấy Thành trông thấy tượng vẽ đôi mắt lớn bằng cái chén, biết chắc thuộc về loại ác thần. Thành dù không phải Phật tử nhưng vẫn được nghe thần chú Đại Bi có công năng trừ tà diệt quỷ, nên bình nhật ông đã đọc thuộc lòng. Giờ phút này Thành một lòng cung kính ngồi ngay thẳng tụng trì, mong cầu thoát khỏi nạn tai. Tụng vừa được vài biến, ông thấy một hung thần từ bức tượng ấy đi xuống, hình dạng hung dữ. Ông tức tốc bước xuống giường, đóng cửa phòng, đoạn lên giường ngồi nghiêm chỉnh chuyên tâm trì chú. Giây lát, ông nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa muốn vào, nhưng không được. Hồi lâu không nghe gõ nữa, có lẽ người gõ cửa đã bỏ đi. Thành vẫn trì chú đến lúc trời vừa sáng, vội vã xách gói ra đi. Khi sắp sửa ra khỏi tiệm thì nghe mọi người trong tiệm xúm nhau khóc kể rất thảm thiết. Thành đi lối hai dặm, dừng lại hỏi thăm khách đi đường, thì họ cho biết vừa qua lúc nửa đêm, chủ nhân khách sạn ấy bị bạo tử. Thành gạn hỏi nguyên do, khách đi đường cho biết người chủ khách sạn ấy đã ba đời thờ yêu quỷ, mỗi năm phải cúng tế một người. Theo phương pháp ấy, nếu không có người ngoài thì họa lây đến gia trưởng. Đấy là ác tục của xứ ấy. Họ Trương sau khi thoát nạn, từ ấy ông mãi đóng cửa trong nhà, chuyên tâm niệm Phật, trì chú, không dám ra ngoài. Trích Linh Nghiệm Ký.
Sự tích 108. Triều nhà Hưng, thầy Thích Đạo Duy có duyên sự ra ngoài nhưng về chùa không kịp. Tối đến, thầy mướn khách sạn một mình nghỉ trong phòng vắng. Nhằm lúc mưa to gió lớn, thầy ngủ không được. Nửa đêm mới vừa thiêu thiêu, bỗng trông thấy binh tướng của quỷ rất đông. Trong ấy có một con đầu đàn, thân mặc áo giáp, dưới nách cặp đao, hình dạng trông rất ghê sợ. Nó ngồi xổm chân ở trước giường đối diện với thầy, hiện sắc mặt hung dữ, sẵn giọng hỏi rằng: "Tại sao người dám cả gan cho là quỷ thần không linh thiêng? Tụi bay mau kéo nó xuống đất." Các quỷ tốt vâng lời sắp hạ thủ. Đạo Duy một lòng thành kính niệm lớn: "Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát." Chỉ một câu chưa dứt, liền thấy phía sau giường có một vị thiên tướng cao hơn trượng, mặc y phục sắc vàng, tay cầm kim cương bảo sử, hướng về phía quỷ dọa sắp đánh. Chúng quỷ thấy thế kinh hồn thất phách, chạy trốn tứ tán. Quỷ đầu đàn cũng bỏ chạy. Tất cả những thứ áo giáp, mũ trụ của chúng bị nát tan thành tro bụi. Trích Phật Tổ Thống Ký. Sự tích 109. Triều nhà Hưng, thầy Thích Huệ Giảng là người nghiêm trì giới luật, tu hành tinh tiến, tánh tình dũng nghị mà lại chí thành khiêm hạ, thật là trong đời hiếm có. Phía đông cạnh dinh thự làm việc của quan địa phương tại Kinh Châu, trước kia có kiến lập ba gian biệt trại. Chỗ ấy từ trước thường có nhiều quỷ quái, không một ai dám bén mảng đến. Thầy Huệ Giảng một mình đến ở. Một gian thầy thờ Phật, một gian thầy thờ kinh, một gian để ngủ nghỉ. Một hôm nọ, bỗng thấy một người mặc y phục màu đen nhưng không có mắt, từ trong vách hiện ra, đứng dựa nơi cửa gian phòng của thầy. Huệ Giảng nghĩ, bấy giờ trong tâm thầy vẫn bình tĩnh, nhưng miệng nói không được. Thầy chí thành mặc niệm thánh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Dây lâu quỷ ấy nói: "Tôi nghe ngài tu hành tinh tấn nên đến đây để thử. Giờ phút này thần sắc của thầy vẫn an nhiên bất động, tôi đâu dám làm hại." Nói xong, quỷ biến trở vào trong vách. Thầy Giảng từ từ xuống nhà sau rửa tay xúc miệng, lại Phật, tụng kinh xong, về chỗ ngủ lại như thường. Cũng ngay đêm ấy, thầy mộng thấy một người đến nói: "Thưa ngài, kẻ này ở nơi đây từ cuối nhà Hán đến nay đã trải qua vài trăm năm. Tính tình tôi cương trực nên nhiều người không chịu nổi. Chỉ có ngài thật là người giới hạnh thanh tịnh, tu hành tinh tấn là bậc hảo nhân, nên đặc biệt tôi dung tha cho ngài vậy thôi." Thầy Huệ Giảng an trụ nơi ấy nhiều năm, vẫn an ổn như thường. Khi nào thầy đi nơi khác, thì ba gian nhà ấy không có một ai dám ở. Trích Phật Tổ Thống Ký. Sự tích 110. Triều nhà Thanh, có người tên Dụ Tôn ở Nam Hải. Một ngày nọ, vợ của ông bỗng nhiên bị sốt, run cầm cập, nói mê sảng rằng: "Mẹ chồng nàng dâu của chúng tôi đi đường ngang qua đây, hiện giờ quá đói, chủ nhân mau mau đem đồ vật cho chúng tôi ăn." Trong miệng nàng ấy cứ lầm rầm như thế mãi. Người nhà lắng tai nghe kỹ thì là thổ âm của người xứ Vô Tích, nên lật đật lại phố gần bên, rước y sĩ là Đô Tại Trung đến chẩn mạch. Sau khi chẩn mạch, y sĩ cho biết bệnh nhân không mạch lạc gì hết, không thể dùng thuốc trị liệu. Theo ý tôi nghĩ, chắc là ma quỷ dựa. Tại sao không đến Quan Âm đường rước quý thầy về tụng kinh giải trừ? Người nhà vâng lời lập tức đến Quan Âm đường rước thầy. Thầy vừa đến làm lễ khai kinh tụng chú Đại Bi,
Kinh Kim Cang tiếp đến Bát Nhã, vân vân. Chỉ trong một thời kinh thì nghe bệnh nhân tự quở trách rằng: ban đầu tao không chịu đi, mày thúc giục đến đây, hiện giờ tâm thân của tao vô cùng đau nhức, như bị những chiếc phi đao đâm vào, đau đớn không thể chịu nổi, làm sao đây, phải đi mau mau. Nàng dâu dạ dạ thế rồi. Bệnh nhân im lặng không nói sản nữa, chứng lạnh run cũng hết, nhưng tinh thần vẫn còn hơi ngơ ngác. Trải qua một đêm thì đi đứng như thường, bệnh lành hẳn. Sự tích 111. Tiến sĩ Hiếu Cảm Tịnh ở Hồ Bắc một hôm đi đến Đại học viện nước Tần giảng dạy. Ngày kia ông du lịch trên núi, tối về không kịp, phải ghé vào một quán miền quê xin nghỉ trọ. Nơi ấy rất mát mẻ, nhưng cảnh trí u tịch, có vẻ hoang vu. Vì đường xa quá mỏi mệt nên ông không nói chuyện với chủ nhân quán ấy. Vừa vào nghỉ trọ, lập tức đến giường nằm. Lúc đi có hai thầy trò, người tớ thì ngủ gian ngoài, Hiếu Cảm Tịnh ngủ bên trong. Vừa ngủ liền bị mộng đè, biết có vật đè hai chân mình. Tâm ông tự nghĩ, chắc là thuộc về tà ma quỷ mị, nhưng miệng cứng nói không được. Quá quẫn bách, ông cố gắng hết sức muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân cứng như cây gỗ, không thể lăn trở. Không bao lâu, quái vật ấy đè tới bụng, bấy giờ tình thế càng quẫn bách hơn trước. Cảm Tịnh bỗng nhớ lại kinh chú của nhà Phật có thể trừ tà mị, nhưng hồi nào đến giờ chưa tụng thì biết làm sao. Bất giác ông nhớ lại khi nhỏ, lúc còn là học sinh, khi tập viết trong quyển thiếp có bài tâm kinh do Triệu Trùng Tuyết viết, đến bấy giờ vẫn ghi nhớ rõ ràng. Ông ta vội mật tụng đến hai câu: sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì hơi thở được thông, không còn khó chịu. Bấy giờ ông tụng lớn tiếng, quái vật lặng thinh trốn đi. Người tớ ngủ bên ngoài tưởng thầy mình mớ, giật mình thức dậy đến hỏi. Tâm thần Hiếu Cảm Tịnh vẫn bình tĩnh, tụng xong một biến, lại tụng liên tiếp mấy biến nữa mới ngủ yên. Đến sáng ngày thức dậy, ông đem việc ấy nói với chủ nhân. Chủ nhân tiệm ấy cũng kể lại nhiều chuyện rất ly kỳ, và mọi người ở xóm cũng nói ở tiệm ấy có rất nhiều ma quỷ. Riêng Tịnh tiến sĩ, vì vụ bị ma mị đè này, từ ấy phát tâm thâm tín Phật Pháp, hằng ngày tụng kinh trì chú, làm việc tu niệm thường nhật. Trích Thử Nhất Trai Bút Ký. Sự tích 112. Tỉnh Giang Tây có người tên Lý Tinh Viên ở thôn Đào Thọ, huyện Phù Lương, dạy học trọ nhà họ Ngô. Một ngày nọ, ông từ nhà dạy học về nhà trọ. Lúc đi đường trăng sáng lờ mờ, khi giơ chân bước, ông có cảm giác như có nhiều vật chướng ngại vướng chân. Trong tâm ông lấy làm lạ. Vị giáo sư này cũng là một Phật tử đã thuộc lòng kinh Phổ Môn. Lúc trong tâm sanh nghi, liền tụng bãi biến, mới rõ vật chướng ngại ấy chính là do mình đi trúng những bụi gai góc, lại bị lạc vào trong một khu trồng tiêu chừng một dặm. Ông cố tìm đường về nhà. Trước đây, ở địa phương này, người ta đồn có nhiều thứ ma hay làm người lạc đường. Chúng nó lại còn dẫn người ta đem giấu những chỗ kín đáo. Vị giáo sư Lý Tinh Viên này nghĩ, nếu trước kia không thuộc kinh Phổ Môn thì đêm nay chẳng biết kết quả như thế nào. Từ đó về sau, Lý Tinh Viên ban ngày dạy học, tối về nhà lo tụng kinh Phổ Môn, niệm Phật rất tinh tấn. Trần Hoài Thích thuật. Sự tích 113. Vương Viết Quang ở xứ Cửu Giang một hôm nọ đến thăm nhà bà con, thấy đang in kinh Phổ Môn rất nhiều. Quang xin vài quyển mang về nhà để trong khánh, đốt hương đèn cúng dường.
Bấy giờ tại vùng ấy, chứng ôn dịch lưu hành, những nhà hàng xóm đều bị nhiễm bệnh. Nhưng gia đình Viết Quang không một người bị bệnh, nhân dân trong làng ấy bị bệnh chết hơn phân nửa. Đêm nọ, Viết Quang mộng thấy Quan Âm đại sĩ bảo rằng: "Ta rất thương xót dân chúng địa phương này bị tai nạn ôn dịch. Ông nên mau mau đem kinh này phát mỗi nhà một quyển." Lúc tỉnh dậy, Quang vâng lời Bồ Tát dạy, đem kinh Phổ Môn phân phát cho mọi người. Nhà nào có người bị bệnh dịch, khi vừa có quyển kinh này, lập tức khỏi hẳn. Do vậy, dân chúng vùng này từ xa đến gần đều bắt chước nhau đi thỉnh kinh về tụng. Từ đây họ vui sống an ổn, không bị nạn ôn dịch. Trích Quan Âm Kinh Linh Nghiệm Lục. Thiên ba, ban phước huệ. Sự tích một. Triều nhà Đường, thầy Thích Pháp Thông từ lúc thơ ấu đã có chí hướng chuyên cầu tham học Phật pháp với thầy là Quốc Trung Thiền Sư. Quốc Trung là đệ tử thượng túc của ngài Trí Tạng ở chùa Khai Nguyên. Thầy Pháp Thông thấy ngôi bảo tháp của sư ông mình kiến tạo lâu năm đã bị hư hoại. Thầy muốn trùng tu nhưng không đủ tài chánh. Thầy phát nguyện tuyệt thực mấy ngày, chuyên mặc niệm thánh hiệu Đức Quan Âm. Do tâm kính thành, cảm đến Quan Âm đại sĩ và các vị thiên thần sơn linh, nên trong khuôn viên chùa bỗng nhiên xuất hiện một mạch nước suối có thể trị được bá bệnh. Đương thời, người dân từ gần đến xa, tất cả những người có bệnh cho đến các chứng bệnh nan y, đùa nhau đến xin nước ấy uống, tất cả đều được lành bệnh. Do đó, bá tánh cúng dường tiền bạc rất nhiều. Ngồi bảo tháp của sư ông thầy Thích Pháp Thông, chỉ một thời gian ngắn hoàn thành. Trích văn bia của tháp Bảo Quang. Sự tích hai. Triều nhà Đường, Thiện Giác Thiền Sư tu ở Hoa Lâm tại huyện Đầm Châu. Một ngày nọ, Bùi Tướng Quốc đến viếng Thiền Sư. Tướng Quốc đi vào thất, không thấy có thị giả, liền hỏi Thiền Sư: "Sao ngài không nuôi thị giả mà ở một mình?" Đáp: "Quốc tướng không thấy, chớ thật sự hiện có hai người sao?" Dứt lời, Thiền Sư gọi: "Đại không, tiểu không." Tức thì có hai mảnh hổ từ phía sau thất chạy đến. Thiền Sư nói: "Hiện giờ có khách, hai ông tạm tránh đi một chút." Hai hổ vâng lời gầm thét lui đi. Quốc tướng hỏi: "Ngài tinh tấn tu trì pháp môn chi mà được thú dữ thành phục như vậy?" Thiền Sư im lặng, cầm sâu chuỗi đưa lên mà nói: "Sơn tăng này không biết tu pháp môn gì cả, ngày ngày chỉ chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát." Bùi Tướng Quốc nghe nói cảm động, đảnh lễ. Khi lễ xong, Bùi Tướng Quốc phát nguyện: "Thầy được như vậy, con cũng bắt chước." Sau khi về dinh, Bùi Tướng Quốc ngày ngày lễ Phật, niệm Phật rất tinh cần. Trích Sơn Đường Tứ Khảo. Sự tích ba. Triều nhà Đường, vua Hy Tôn, niên hiệu Quang Khải năm thứ ba, nhằm năm Đinh Mùi. Lúc bấy giờ tại Khai Nguyên, tình hình như vạc nước sôi.
dân chúng sợ hãi muôn phần không sao nói được, vì giặc Hoàng Sào và Lý Khắc Dung nổi dậy. Chúng kéo tới đâu thì tàn sát nhân dân, cướp của đốt nhà đến đó. Nạn chiến tranh như thế tiếp diễn không ngừng. Đương thời, có người tên Tiền Lưu ở xứ Lâm An, huyện Hàn Châu, tỉnh Chiết Giang, là một nhân vật sức mạnh kinh thiên không ai bì kịp, lại có thiện chí bảo hộ nhân dân. Một hôm nọ, giặc Hoàng Sào kéo đến, Tiền Lưu từ trong đồng cỏ rậm đứng dậy, cầm một cây côn như cây gỗ lớn, lướt xông vào trận địch, bắt sống tướng giặc Hoàng Sào là Hoành Trụ Xương. Tất cả binh sĩ của Hoàng Sào như rắn mất đầu, chúng bỏ chạy tán loạn. Bấy giờ nơi nào có loạn, Tiền Lưu đi dẹp, thường lập được đại công. Triều đình hạ lệnh phong cho ông làm quan thứ sử tại Hàng Châu. Toàn dân ở xứ ấy được biết Tiền Lưu làm quan vô cùng mừng rỡ. Sau khi bái yết lãnh chức thứ sử, chí nguyện vì dân của Tiền Lưu càng mãnh liệt. Ông cố gắng rèn luyện võ nghệ, dân chúng càng khâm phục kính ngưỡng. Tiền thứ sử muốn tiến quân để giữ vững lãnh thổ phía nam, không cho quân giặc xâm lấn, nhưng còn do dự chưa quyết. Đêm ấy, ông nằm mộng thấy Quan Âm đại sĩ hiện thân khuyên rằng: nhà ngươi có tâm từ bi che chở vạn dân, lại không nỡ giết người, do công đức ấy sẽ được tấn phong làm Bình Phiên Vương. Thời xưa, vua thường phong vương cho họ Hàn và các vị công thần làm chư hầu tấn nhậm các địa phương để giúp vua giữ nước. Ông ra quân sẽ bách chiến bách thắng. Thiên tử ở Khai Nguyên dù thay đổi năm họ, nhưng bờ cõi của ông Tấn Nhậm vẫn được củng cố vững vàng, không một ai dám xâm lăng. Chẳng những thế mà phước lộc trường tồn, tử tôn miên viễn, được phong vương bái tướng không thể cùng tận. Hơn 20 năm sau, ông sẽ tìm ta ở trong non Thiên Trúc. Tiền thứ sử thức giấc lấy làm lạ và biết chắc được Bồ Tát hộ trì. Từ đấy, với chí hướng vì dân vì nước càng mạnh mẽ, nơi nào nổi loạn ông đều đem binh đi dẹp và thành công. Những lời của Bồ Tát dạy trong mộng, mọi việc ứng hiện không sai một. Vì thế họ Tiền ghi chép vào trong sách để nhắc nhở con cháu đời đời phải kính thờ đại sĩ. Hằng ngày ông luôn lễ niệm xưng danh, để nhờ đức từ của Ngài minh giá được nhiều an lạc. Nhờ thế, con cháu của họ Tiền trước sau chín đời đều làm đến tể tướng, giàu sang phẩm trọng, kể đến số ngàn, đều do một tay của Tiền Vương sáng tạo. Đến những ngày cuối cùng, ông lên non Thiên Trúc cất am tu hành, hằng ngày chuyên xem kinh lễ Phật, niệm Phật, đúng y như lời Bồ Tát đã dạy. Trích Thiên Trúc Chí. Sự tích 4. Đời Hậu Đường, niên hiệu Trường Hưng, năm thứ 3, vào lúc tháng 3 năm Nhâm Thìn, Võ Túc Vương Tiền Lưu ở Ngô Việt vừa tạ thế. Người con giữa của ông là Nguyên Quang Lập, dù lên kế vị cha, nhưng trong tâm vẫn còn sợ sự ác độc hung tàn của Châu Toàn Trung, nên lòng không được yên. Ông đến ở một nơi biệt lập, phát nguyện trai giới thanh tịnh một tuần lễ, đoạn đích thân đi bộ đến trước tượng đại sĩ Quan Âm, chí thành lễ bái xưng niệm, cầu xin đại sĩ cho một mộng triệu để diệt trừ tâm mê hoặc nghi ngờ. Một hôm nọ, ông bỗng nằm mộng thấy rừng núi trong ấp đều trải gấm vóc vô cùng đẹp đẽ, chói sáng rực rỡ như mặt trời. Quan Lập hết sức hớn hở vui mừng, tự nói: đây là sự nghiệp tiên vương của ta vậy. Từ đây ta một lòng vì dân, lo việc nước, ngủ trên gối nệm vẫn được yên. Họ Châu kia đâu làm gì ta được. Trích Thiên Trúc Chí. Sự tích 5. Đời nhà Tống, vua Thái Tổ, niên hiệu Kiển Long, năm đầu. Vương Tiền Thúc, xứ Ngô Việt, được Thái Tổ Hoàng đế cho tước vị.
nhưng tâm tiến thoái chưa quyết định. Ông liền đi đến trước đại sĩ Chí Thành lễ bái cầu đảo, để mong ngài chỉ rõ cho tâm tư hết mê mờ. Ông giữ trai giới thanh tịnh, ngủ riêng trong bảo điện. Một đêm, nằm mộng thấy có thần nhân mặc y phục tử bào, ra lệnh cho chư vị tướng soái có đến vài trăm người đều mặc kim giáp, cầm dây ngũ sắc từ bờ sông Bắc Giang, Dương Tử, dâng làm ranh giới cho đến dự chương Mân Việt mới thôi. Tiền Thúc được gọi đến dạy rằng, vùng Sơn Hà này là cố vật của ông. Dứt lời, lại đem áo mão trao cho. Khi thức giấc, Tiền Thúc mừng tự nói, ta không còn lo sợ nữa. Lập tức, ông chọn ngài dâng biểu lên Thái Tổ Hoàng Đế xin nhậm chức và sai sứ đem lễ vật ngọc vàng cống hiến. Thái Tổ Hoàng Đế tiếp biểu, rất vui mừng và đãi yến tiếp sứ giả. Khi sứ giả ra về, Thái Tổ căn dặn, về báo tin lại với chúa ngươi, trẫm rất hoan hỷ nhờ ông bình phiên một chuyến để trợ giúp trẫm trị vì khỏi phụ lòng tiên đế. Vương Tiền Thúc từ đấy đối với Quan Âm đại sĩ không còn một phút sao lãng, cảm niệm ân đức của ngài đã thùy từ chỉ dạy. Thế nên hằng ngày ông luôn lễ bái xưng niệm cúng dường rất kiền thành. Sau đó ông lại tạo một ngôi bảo điện để thờ thánh tượng của đại sĩ. Trích Thiên Trúc Chí. Sự tích 6. Triều nhà Minh, niên hiệu Vạn Lịch, Phật tử Bao Bằng, người huyện Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, là một nhân vật bác học cao tài của đương thời. Nhưng ông thi nhiều lần đều bị hỏng. Ông rất lưu tâm đến giáo pháp của Thích Ca lẫn Khổng Tử, nhất là đối với kinh Phổ Môn ông rất thâm tín, nên hằng ngày ông chí thành trì tụng. Một ngày nọ, ông đến Mão Hồ, ghé vào một ngôi chùa làng, thấy tượng Quan Âm Bồ Tát đứng ngoài trời mưa ướt dầm về, vì ngôi chùa ấy hư sập gần hết. Ông lập tức mở túi thấy có 10 lượng vàng, liền kính cẩn đem trao cho vị tăng trụ trì để tu bổ ngôi chùa. Tăng chủ không nhận và nói, đạo hữu có lòng tốt rất quý, nhưng trùng tu ngôi chùa này công rất vĩ đại, mà số vàng ấy lại rất ít, không thể hoàn thành. Ông lại lấy 4 sấp vải tốt, cùng với 7 chiếc áo lạnh có dồn bông mới may. Người tớ trông thấy lật đật đến xin để lại đừng cúng. Bao Bằng đáp, ta chỉ mong làm sao thánh tượng đại sĩ được kín đáo, không bị mưa dột. Dù thân này phơi trần, việc ấy không hề chi. Tăng chủ vừa nghe cảm động đến tuôn nước mắt, nói, đạo hữu xả thí 10 lạng vàng, 4 sấp vải, 7 chiếc áo, việc ấy vẫn không khó gì, mà chỉ có một tấm lòng thành này không biết lấy gì đổi được. Khi trùng tu ngôi chùa đã xong, Bao Bằng đến thăm nghỉ trọ lại một đêm. Ông mộng thấy Quan Âm Bồ Tát bảo, ta sẽ ban cho con cháu của ngươi hưởng lộc vị trong đời. Về sau, quả nhiên con của ông là Biện Châu và Thánh Phương đều thi đậu cao, làm quan nội triều hết sức vinh hiển. Những người ấy cũng noi theo gương cha, tin Phật Pháp, tu hành tinh tấn, dù ở địa vị quyền quý nhưng không hề lãng sao. Trích Tiên Tâm Lục. Sự tích 7. Triều nhà Minh, Phật tử Trần Kiến Truyền Tổ, một hôm nọ đến chùa La Hán tại Lê Lý, huyện Ngộ Giang, tỉnh Giang Tô. Ông trông thấy ngôi bảo điện hư sập, Quan Âm Bồ Tát trên đầu phải đội nón lá. Tổ bùi ngùi rơi lệ than rằng, Bồ Tát là bậc đủ đại bi đại trí, ban phước ban huệ cho chúng sanh, không thể nào để ngài ở trong cảnh khổ sở như vậy. Tổ liền phát nguyện trùng tu ngôi bảo điện này, mong cầu làm sao con cháu mình được vài đứa học sách làm quan là mãn nguyện. Sau khi về, ông đem việc ấy bàn với vợ. Bà nghe nói rất vui mừng, nói rằng,
hiện nay trong nhà chúng ta có vài trăm tạ gạo, ông mau đem đổi lấy tiền, cố gắng làm việc công đức ấy cho hoàn thành. Sau khi bán gạo được số tiền lớn, ông mang đến chùa, đem ý nguyện tỏ bày với tăng chủ. Tăng chủ thấy Phật tử truyền tổ thành tâm nên nhận tiền và hết sức lo lắng công việc trùng tu bảo điện. Chỉ thời gian ngắn, ngôi bảo điện hư sập trở thành trang nghiêm. Về sau, quả nhiên con cháu của truyền tổ là Ngưu Trung và Tằng Tôn, là Mông Đẩu liên tiếp đậu cao, làm quan nội triều rất là vinh hiển. Trích Tuyền Tân Lục. Sự tích 8. Triều nhà Tống, ngài Thích Cầu Na Bạc Hà La, Trung Hoa dịch nghĩa là công đức hiền, dòng sát đế lợi, là vị đại pháp sư thâm nhập tam tạng, thông đạt giáo lý đại thừa. Niên hiệu Nguyên Gia, ngài có ý hướng Đông Du để tuyên giảng Hoa Nghiêm Kinh. Nhưng khổ một nỗi tiếng Trung Hoa ngài không được thông suốt. Pháp sư luôn ôm lòng hổ thẹn ta thán, chẳng biết làm thế nào. Ngài bỗng nhớ lại Quan Âm Bồ Tát là bậc đại từ bi, có thể làm mãn nguyện cho tất cả chúng sanh. Vì thế, đêm ngài chuyên cần sám hối, một mặt khác chí thành khẩn thiết lễ niệm danh hiệu Quan Âm Đại Sĩ, để mong ngài minh gia được toại bổ nguyện. Một đêm nọ, pháp sư mộng thấy thần nhân, một tay cầm kiếm, một tay xách đầu người đổi cho pháp sư. Pháp sư giật mình thức dậy. Từ ấy về sau, ngài bỗng nhiên thông thạo tiếng Trung Quốc hơn cả người bản xứ. Trong thời gian lưu trú Trung Hoa, ngài giảng kinh Hoa Nghiêm đến mười mấy biến. Mỗi khi diễn giải, thính giả dưới pháp tòa đều hết lòng thành phục hoan nghênh. Trích Cao Tăng Truyện tập 1. Sự tích 9. Triều nhà Đường, niên hiệu Chinh Quán, thầy Thích Nguyên Khang du học ở Kinh Ấp. Trước kia thầy ẩn thân nơi sơn giả, hằng ngày thành tâm chuyên niệm thánh hiệu Quan Âm, mong cầu Bồ Tát minh gia phát sanh huệ giải. Do tâm chí thành cảm đến Bồ Tát. Một hôm, có một con nai trắng từ trong rừng đến am, sừng của nó có ba gạc, hình dáng đẹp đẽ khác thường. Thầy Khang trông thấy nai đẹp lại dạng dĩ dễ thương, nên thường ngày dùng tay vuốt ve niệm Phật chú nguyện và nuôi dưỡng nó. Khi có duyên sự đi xa, thầy cởi bạch lộc như cởi ngựa. Bạch lộc ấy chở thầy dù đường xa xôi nhưng không bao giờ mệt mỏi. Thầy Khang từ đấy phát huệ biện tài vô ngại, thường ở nơi chùa An Quốc diễn giảng tam luận cho đại chúng nghe, lại viết sớ giải thích ý nghĩa bộ Trung Quán Luận, và đặc biệt soạn ý nghĩa bộ Huyền Khu Tổng Thuyết hai quyển Minh Tông, Chỉ Trung Luận, Bách Luận, Nhị Môn Luận. Trích Cao Tăng Truyện tập 3. Sự tích 10. Triều nhà Tống, Tú Giác Vĩnh Minh Thiền Sư, Hưng Viên Thọ, tức là Liên Tôn Lục Tổ, đắc pháp nơi Thiên Thai Triều Quốc Sư. Tổ truyền tu Pháp Hoa Sám Pháp 21 ngày. Sau đó ngài mộng thấy Quan Âm Bồ Tát dùng nước cam lồ rưới vào miệng. Từ đó ngài được biện tài vô ngại, trước tác bộ Tần Cảnh Lục 100 quyển, dung thông các pháp quy tâm. Sau ngài lại trước tác thêm bộ Vạn Thiện Đồng Quy Tập 3 quyển, phát minh chí thú không hữu tánh tướng, cực lực nêu cao cảnh sách, khuyên hàng Phật tử phải chân tu và đồng quy hướng về lý trung đạo. Hằng ngày mỗi thời khóa, tổ niệm thánh hiệu Di Đà 10 vạn biến, chuyên tu tịnh nghiệp, cầu nguyện vãng sanh. Tổ ở chùa Vĩnh Minh 15 năm, độ hàng đệ tử xuất gia 1.700 người. Tổ lại truyền trao giới Bồ Tát cho đại chúng. Thường ngày tổ thí thực phóng sanh, làm tất cả công đức đều hồi hướng về tịnh độ. Niên hiệu Khai Hoa năm thứ 8, ngày 26 tháng 2, sớm mai tổ thức dậy, đốt hương cúng Phật, rồi từ biệt đại chúng,
ngài ngồi tiết già niệm Phật mà viên tịch. Trích Võ Lâm Cao Tăng Sự Lược. Sự tích 11. Triều nhà Tống, Nghĩa Tịnh Pháp Sư họ Hồ, người ở Mẫn Châu, tuyên giảng các kinh luật và viết sớ chú thích các kinh. Lúc Pháp Sư ngủ nơi chùa Dục Vương, huyện Tứ Minh, nằm mộng thấy mình lên chùa Quốc Thanh ở Tây Phương. Chùa có một bảo đài rất trang nghiêm, trước đề ba chữ Văn Thù Đài. Pháp Sư rất muốn vào nhưng không thể được, vì bốn phía hàng rào ngăn cách rất kiên cố. Pháp Sư đứng ở ngoài chuyên tâm niệm Phật, bỗng thấy Quan Âm Bồ Tát từ nơi điện đường chậm rãi đi ra tiếp đón Pháp Sư. Chỉ trong chốc lát, ngài có cảm giác thân mình cùng thân Bồ Tát như một, không thể phân biệt. Sau cơn mộng, ngài giật mình thức dậy. Từ đấy ngài có khả năng biện tài vô ngại, giảng diễn các kinh luận tinh tấn gấp bội hơn trước. Trích Cao Tăng Truyền tập 3. Sự tích 12. Triều nhà Tống, Tuân Thức Thiền Sư con nhà họ Diệp ở Đài Châu. Thân mẫu của thiền sư thường ở trước tượng Đức Quan Âm, chí thành khẩn thiết, lễ niệm cầu đảo mới sanh được thiền sư. Thiền sư là một bậc học vấn cao thâm, chuyên tu khổ hạnh, nhất tâm niệm Phật cầu về an dưỡng. Thiền sư thường gắng sức thực hành ban chú tam muội, lấy 90 ngày làm kỳ hạn. Ở đạo tràng vì quá khắc khổ nên thiền sư bị chứng lạc huyết, hai chân bị nứt nẻ. Nhưng thiền sư vẫn tự thệ, dù chết chứ không thối chí. Một ngày nọ, bỗng nhiên trong mộng, thiền sư thấy Bạch Y Quan Âm đưa ngón tay vào trong miệng thiền sư, kéo ra vài con lãi. Từ đầu ngón tay của Bồ Tát phúng nước cam lồ rót ngay vào miệng thiền sư. Bấy giờ ngài tự cảm thấy thân tâm mát mẻ, nhẹ nhàng, bao nhiêu tật bệnh ngày trước đều lành hẳn. Khi mãn kỳ hạn ra khỏi đạo tràng, đảnh tướng của thiền sư cao hơn một tấc, hai tay thòng xuống quá gối, âm thanh như tiếng đại hồng chung, hoàn toàn khác hẳn với ngày trước. Tứ chúng Phật tử đương thời thấy thế đều tán thán và kính ngưỡng. Thiền sư sáng lập chùa Mạ Thiên Trúc vài trăm gian, kiến lập Quang Minh Sám Đường. Mỗi khi gác một cây đoàn tai, lợp một miếng ngói, đích thân thiền sư tụng chú bãi biến. Nhờ công đức ấy nên trải qua 3 lần bị nạn giặc giả loạn ly, tất cả các nơi đều bị thiêu đốt thành tro tận, nhưng Hạ Thiên Trúc Tự và Quang Minh Sám Đường đều còn nguyên vẹn. Đấy là do sức tu trì cùng với năng lực kiên cố của ngài mà được như vậy. Thiền sư có trước tác quyển Tịnh Độ Oai Nghi, Hạnh Nguyện Nhị Mộng, cùng với các bổn sám nghi như Tịnh Độ Sám Pháp, Kim Quang Minh Sám, vân vân, còn lưu hành trong đời. Quốc vương nhà Tống phụng hiệu cho thiền sư là Từ Vân Sám Chủ. Trích Võ Lâm Cao Tăng Truyền. Sự tích 13. Triều nhà Tống, Uẩn Đề pháp hiệu Thanh Biện, họ Châu, người Tuyền Đường, mắc phải chứng bệnh dịch, chạy chữa trăm thứ thuốc đều vô hiệu. Pháp sư tự biết bệnh này ngoài Phật lực khó mong được khỏi, nên pháp sư chí thành lễ bái xưng niệm thánh hiệu Quan Âm. Đêm nọ, mộng thấy một người dùng đục vạch ngực mình đổi trái tim, đoạn ông ta xoa vết thương rồi bỏ đi. Pháp sư giật mình thức dậy, bệnh tự nhiên lành. Bấy giờ tất cả kinh luật luận đã xem từ trước đều nhớ lại và rất thông lý thú, lại có khả năng hạ bút thành chương, xuất ngôn thành bảo điển. Những người đương thời đều cho là pháp sư thành tâm lễ bái xưng niệm Đức Quan Âm mà được biện tài vô ngại. Đây là một sự việc minh chứng hiển thực. Trích Phật Tổ Thống Ký. Sự tích 14. Triều nhà Tống, Minh Giáo Đại Sư Khế Tăng, tự là Trọng Linh,
ở chùa Linh Ẩn, huyện Hàng Châu. Ngài là con họ Lý, xứ Đồng Tân, tỉnh Quảng Tây. Xuất gia từ lúc 7 tuổi và liền thọ ngay giới cụ túc. Theo luật thiền viện do Phật chế lập, 20 tuổi mới được thọ giới cụ túc. Nhưng với đại sư là trường hợp đặc biệt, vì dù tuổi thơ ấu mà đủ năng lực nghiêm trì giới cấm. Đại sư thường đội thánh tượng Quan Âm Bồ Tát trên đầu, chuyên niệm danh hiệu Đại Bi Quan Thế Âm mỗi ngày 10 vạn biến. Đại sư thông đạt tam tạng kinh điển, lại có sức nhớ dai. Ngài trước tác bộ Phụ Giáo Luận gồm hơn 10 vạn lời, Thiền Môn Định Tổ Đồ, Truyền Pháp Chánh Tôn Kỷ và Phụ Giáo Thiểu Vị. Đại Quan Kiều Tống là hàng trung hiếu công, cùng với Âu Dương Văn Trung Công đều tán thán kính ngưỡng pháp sư là bậc đạo cao đức trọng đương thời. Niên hiệu Hy Ninh, triều nhà Tống, năm thứ tư, vào lúc tháng 6, pháp sư thị tịch. Khi làm lễ trà tỳ, trong 6 căn thì có 3 căn không hoại là nhãn căn, thiệt căn và đồng chơn, cùng với xương đầu sâu chuỗi niệm Phật. 5 vật ấy vẫn còn nguyên, lưu xuất những hạt xá lợi hồng bạch rất tinh khiết, kích thước bằng hạt tiêu lớn. Trong bộ Đàm Tân Văn tập 20 quyển có ghi chép và lưu hành trong đời. Trích Phật Tổ Thống Ký. Sự tích 15. Triều nhà Tống niên hiệu Hy Ninh, có người tên là Trang Hỷ, người huyện Hội Kê, tỉnh Chiết Giang. Ông là con trưởng trong một gia đình nghèo cùng khốn khổ, nên từ thuở bé không được đi học như những trẻ con khác. Vì thế ông bị nạn mù chữ. Trang Hỷ tự biết thế nên vô cùng buồn tủi, phát tâm dũng mãnh, hằng ngày trì niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát không hề gián đoạn. Ngày nọ tự nhiên biết viết chữ, lại có tài làm kệ làm thi. Một trong số những bài kệ của ông được trích như sau: Địa lô vô hỏa nhất nan không, tuyết tợ dương hoa lạc tế cùng. Khất đắc trữ ma phùng hại nạp, bất tri thân tại tịch liêu trung. Dịch nghĩa: Lò đất không lửa một túi không, tuyết giống hoa dương rơi mãi mãi. Xin được chỉ gai vá nạp y, chẳng biết thân này trong liêu vắng. Dịch thơ: Lò nung không lửa một túi không, hoa dương như tuyết rụng phơi đồng. Áo rách chỉ gai cầu được phá, thân này nào biết chốn liêu không. Phật tử Liên Hoa dịch. Đây là một bằng chứng hiển nhiên, nương nhờ sức trí huệ của Quan Âm Bồ Tát mà phát sanh ngộ giải. Trích Kiên Bào tập. Sự tích 16. Triều nhà Thanh, thầy Thích Chư Am, người tỉnh Giang Nam, lúc thiếu niên tánh tình thô tháo cọc cằn. Độ nọ, thầy đến ngủ nơi thiền viện tại Dương Châu. Do tranh cãi nhau với Phan Đầu Sư, thầy Chư Am thốt ra những lời vô lễ thô ác, nhục mạ thầy Phan Đầu Sư. Vị tăng chủ trong thiền viện quở trách thầy thật nặng nề trước mặt đại chúng, lại còn răng đe: Nếu ông không mau cải hối sẽ bị tẩn xuất ra khỏi thiền viện. Thầy quá bực tức nổi giận, định tìm cách trả thù tăng chủ. Nhưng lúc nửa đêm bỗng tự hối ngộ, cảm thấy ý định ấy thật vô cùng tội lỗi. Thế rồi thầy tự suy tư tìm một phương pháp gì để gột rửa sự thẹn thùng nhục nhã. Điều kiện ấy chỉ nơi mình tự tạo. Còn đối với việc đi du phương học đạo thì gẫm lại phần mình là một kẻ đáng khinh. Vì thế suốt đêm thầy trằn trọc không hề nhắm mắt. Mãi đến lúc trời gần sáng, thầy bỗng tự nhận ra rằng ta thường nghe những người nào chí tâm trì tụng thần chú Đại Bi của Đức Quan Âm Bồ Tát thì căn nguyên của tất cả pháp đều thông suốt, lại có thể chứng đắc vô thượng quả. Ta đây dù thuộc về hạng ngu dốt, nhưng cũng có thể tụng trì chú ấy,
Như vậy tại sao ta không cố gắng mà tự làm trở ngại cho tiền trình của chính mình? Sáng ngày, thầy đến yết kiến tăng chủ, cầu xin sám hối tạ lỗi. Sau khi sám hối, thầy đem ý kiến của mình tự trần lên tăng chủ, xin phát nguyện đóng cửa 3 năm, chuyên kỳ chú đại bi, cầu xin tăng chủ từ bi cho mượn một tịnh thất và giúp đỡ sự tổn phí về y phục, ẩm thực, thuốc men. Tăng chủ nghe qua vô cùng hoan hỷ và ưng thuận. Thầy lập tức dời chỗ ở, lên một lầu thờ kinh tạng, ngày đêm chuyên kỳ chú không hề giải đãi. Trước ngực treo một thẻ bài viết 2 chữ cấm ngữ: nếu khi nào có ai lên lầu thờ kinh muốn nói chuyện với thầy, thầy vội chỉ thẻ bài nơi ngực để đáp lại. Như thế trải qua 3 năm, mãn kỳ ra thất. Bấy giờ thần sắc của thầy đổi hẳn, diện mạo luôn luôn vui vẻ tươi cười, tánh tình khiêm hạ, ai trông thấy cũng đều cung kính. Một hôm, có những người khách đến xem kinh nhưng không hiểu nghĩa lý, họ đến chất vấn thầy nhiều chỗ rất khó. Thầy vẫn vui vẻ vì những người khách ấy đọc kinh luận và giảng giải cho họ nghe lưu loát như nước chảy. Những người khách ấy ngó nhau đều kinh ngạc và kính phục. Trải qua một thời gian lâu, họ mới biết rõ thầy chẳng những lào thông nơi nội điển, mà đối với ngoại thơ của Cửu Lưu Bách Gia. Cửu Lưu Bách Gia là quyển sách sưu tầm các án văn thơ tuyệt tác của nhóm văn nhân nổi tiếng thời chiến quốc bên Trung Hoa. Tóm lại, đại phàm tất cả văn tự không cần để mắt, thầy đều có thể tụng thuộc. Bấy giờ có vị đại quan là Văn Đạt Công từ chức về nhà, nghe danh tiếng của thầy nên đến thiền viện thử cùng đàm luận. Thầy ứng đối như nước chảy, không hề mỏi mệt. Văn Đạt Công lấy làm lạ, cực lực tán thán cho rằng cảnh sở chứng của thầy vượt ra ngoài giới nhân thiên, không có một học giả nào có thể sánh bằng và xét lường được. Trích Vương Canh Tân, Chú Am Đại Sư Truyện. Sự tích 17. Triều nhà Tống, thầy Thích Tông Uyên họ Cung, người xứ Cao Mật tỉnh Sơn Đông, là người tánh tình điềm đạm, ưa ở ẩn nơi thanh vắng, thế nên những kẻ phàm tục khó mong gặp được. Hằng ngày thầy chuyên tâm trì tụng kinh Phổ Môn để cầu tuổi thọ. Bởi trước kia có một vị thần tướng bảo rằng số mạng của thầy rất yếu, phải cố gắng tu trì. Niên hiệu Thái Bình năm thứ 5, lúc tháng 10, thầy biết trước ngày giờ viên tịch, nên mượn thợ mộc làm cho mình một pháp tòa giống như đầu con nai. Thầy luôn luôn hối thúc thợ mộc và nói rằng phải gắng làm cho xong đến ngày mai, lúc chúng tăng thọ trai tôi có việc cần dùng. Quả nhiên tới giờ ấy, ngài vào trong tháp tòa ngồi niệm Phật mà viên tịch, hưởng thọ 83 tuổi. Trích Cao Tăng Truyện tập 3. Sự tích 18. Triều nhà Tống, niên hiệu Thuần Hy năm đầu, có nữ Phật tử cao niên là Trinh Thị ở bên Trường Kiều, tỉnh Ngô Giang. Tuy đã trên 80 tuổi, nhưng hằng ngày bà lão vẫn đến chợ quyên tiền mang về cất trong một chiếc bình sành lớn, vì bà có ý nguyện muốn tạo tượng Quan Âm Đại Sĩ. Một hôm, nhà hàng xóm bị hỏa hoạn, túp nhà tranh của bà lão cũng bị cháy lây. Sau khi ngọn lửa hạ, bà nghĩ chắc bình tiền ấy đã bị thiêu hủy hết. Đứng nhìn đống tro tàn, hai dòng lệ của bà tuôn rơi mãi. Nhưng rồi bà luyến tiếc nên đến đống tro tàn ấy tìm kiếm bình tiền. Một điều lạ lùng là bình tiền vẫn nguyên vẹn, không hề bể hư. Lạ hơn nữa là tất cả tiền bên trong đều bị cháy thành một pho thánh tượng Quan Âm cao chừng 1 thước. Pho thánh tượng ấy tuyệt đẹp, thật là một thần công diệu xảo trên thế gian này chưa hề thấy. Lại còn có đủ các thứ đồ như anh lạc,
Tịnh Bình Dương Liễu. Bấy giờ tại địa phương có nhà cự phú họ Vương nghe việc hy hữu, lập tức đến nhà bà lão, xin bà lão ưng thuận cho thỉnh tượng ấy về nhà thờ để tiện việc hằng ngày lễ bái, xưng niệm cúng dường. Cự phú ấy vốn là một người có tâm nhân từ, nên chẳng những thỉnh thánh tượng Quan Âm mà cũng kính thỉnh bà lão về nhà, vì bà lão không con cháu. Gặp cảnh thuận tiện, bà sẵn sàng nghe theo vị cự phú. Sau khi về nhà, cự phú ấy tỏ bày với bà lão: hiện nay bà lão đã cao niên, lại không con cháu, về đây ở với tôi, tất cả mọi việc tôi xin cung phụng hằng ngày, chỉ mong bà lo việc hương đăng nơi bàn Phật, muốn tụng kinh niệm Phật hay làm việc gì tùy ý của bà. Trích Nam Hải Từ Thoàn. Sự tích 19. Triều nhà Minh, Huỳnh Ngạn Sĩ ở Tô Châu mới cưới vợ là Nhan Thị. Đôi vợ chồng này đang thương nhau rất khắng khít, ít lúc rời nhau. Độ nọ, tại Tô Châu bỗng có loạn, dân chúng mạnh ai nấy trốn. Vợ chồng Ngạn Sĩ cũng thế, chồng một nơi, vợ một ngã. Nhan Thị lúc chạy giặc, thân gái cô độc, trong lòng bàng hoàng không yên. Phần thì xứ lạ, người không quen, nên đến tối không dám vào một nhà nào xin nghỉ trọ. Trong lúc độc thân lủi thủi ngoài đường, bỗng gặp ngôi cổ miếu, nàng định vào đó nghỉ. Nhưng khi vừa đến thì trong miếu đã có người ở trước. Nhan Thị sợ hãi lật đật chạy đi. Kẻ đó vội gọi: cô nương đừng có sợ, tôi đây là Ni Cô. Nhan Thị vừa nghe hai tiếng Ni Cô, trong lòng cảm thấy yên ổn, liền bước vào cổ miếu, thấy một sư bà cao niên. Hai người dù chưa từng quen biết, nhưng khi gặp nhau rất là thân mật. Cả hai tạm nghỉ nơi ấy một đêm. Lúc trời sáng, sư bà ấy nói: cô nương tuổi quá trẻ, đi đường một mình e có nhiều điều bất tiện. Hiện tại trong túi hành lý của tôi sẵn có áo mũ của nữ tăng, cô nương nên cải trang. Nhan Thị vâng lời theo sư bà về chốn Thanh Am. Sư bà lại đem am thất giao cho Nhan Thị, dặn dò ở nhà lo quét dọn cùng với việc hương đăng trên bàn Phật, để sư bà tiện đi lo Phật sự theo ý nguyện. Ngạn Sĩ từ ngày có giặc, vợ chồng không gặp nhau, lòng buồn vô hạn. Nghĩ chắc vợ mình thân gái tuổi trẻ, khó tránh khỏi nạn tai, nên cực khổ tìm kiếm đã 3 năm vẫn không tin tức. Chàng cô thân lưu lạc, rài đây mai đó, viết mướn độ nhật qua ngày. Bỗng nhớ lại, bạn đồng học làm quan ở tỉnh Chiết Giang, liền thuê chiếc ghe nhỏ mướn người đưa đến đó. Khi ghe mới tới Gia Hưng, gặp lúc tuần hải binh đến, ghe không dám qua mặt họ. Ngạn Sĩ tính lên bờ tạm nghỉ, bỗng thấy trong hốc cây dương khô có một vật gì rất đẹp, bèn đến lấy ra xem, thì ra đó là một hộp đựng đầy vàng. Ngạn Sĩ vui mừng không xiết, tự nói: đây là trời cho ta. Lại xem kỹ, có một bổn sổ ghi rõ tánh danh của người bố thí. Ngạn Sĩ bùi ngùi, lòng tự dặn lòng chớ tham lam, đừng cho là của người bỏ rơi mà tự thọ dụng. Phải biết đây là tài vật trong ngôi Tam Bảo, chỉ một nén vàng đã không biết bao nhiêu công đức, huống chi là một hộp đầy vàng. Sau khi nghĩ vậy, chàng dừng ghe lại đợi. Trải qua 2 ngày sau, bỗng thấy có sư bà ở đâu không biết, hơ hải chạy đến, dùng đầu đập vào gốc cây than khóc một cách thảm thiết. Ngạn Sĩ vội hỏi nguyên do, sư bà cho biết: trước kia tôi phát nguyện sẽ rước thợ tạo một thánh tượng Quan Âm Đại Sĩ. Trải qua một thời gian lâu mới quyên tới được 30 lượng vàng. Vừa rồi ngày hôm kia đem bảo vật về thảo am, bỗng gặp tuần hải binh. Trong lúc vội vàng sợ hãi không nơi cất giấu, tôi đem để vào bọng cây khô này. Giờ đây đâu mất, chắc tôi phải chết tại nơi đây.
Ngạn sĩ vừa nghe xong, không nói một lời, vội vã đem hộp ấy trả lại. Sư bà muôn phần cảm động, nói không ra lời, chỉ chắp tay bái tạ mà rằng: vạn tạ ơn ngài đã cứu sống mạng tôi. Từ đây đến Thảo Am chỉ cách chừng 20 dặm, xin ngài đừng phụ tấm lòng thành quá bước đến Thảo Am dùng một bữa cơm chay. Tôi sẽ dắt ngài đến trước đại sĩ, tỏ bài thanh đức và cũng lễ bái cầu nguyện cho ngài phước thọ miên trường. Ngạn sĩ đã 2 ngày vất vả, trong bụng có phần đói, nghe sư bà thành tâm mời nên sẵn sàng ưng thuận. Khi vừa đến Thảo Am, sư bà gõ cửa, trong ấy có người ứng thinh đi ra, chính là Nhan thị. Hai vợ chồng vừa gặp, tay nắm tay khóc òa, đoạn cả hai thuật lại những chuỗi ngày lưu lạc từ trước. Khi ấy có người buôn muối họ Uông, gia đình cũng thuộc hàng triệu phú trong vùng, vừa nghe tin ngạn sĩ là người trọng đạo nghĩa, khinh thường tiền tài, ông vội đến Thảo Am rước cả hai vợ chồng về nhà lấy lễ đối đãi vào hàng thượng khách. Họ Uông cầm hai vợ chồng ở lại một thời gian ngắn để ngơi nghỉ, đoạn đem tiền bạc vật dụng tặng cho rất hậu và mướn người đưa về Tô Châu. Về sau, vợ chồng ngạn sĩ sanh được 2 con, một trai một gái. Gái thì hiền đức dung mạo đoan chánh, trai thì trí huệ thông minh, hình dung tuấn tú. Hai vợ chồng ngạn sĩ tự suy nghĩ, hiện tại chúng ta được ở trong cảnh đầy đủ, con cái nên người. Đây là nhờ đức từ của Tam Bảo gia hộ mà được như vậy. Vì thế, hai vợ chồng thỉnh thánh tượng Quan Âm về thờ. Ngày đêm vợ chồng con cái đều chiêm lễ thánh tượng đại sĩ và tụng kinh niệm Phật rất tinh cần. Về sau, hai ông bà đều hưởng đến tuổi bách niên trường thọ. Trích Hải Nam Nhất Trước. Sự tích 20. Triều nhà Thanh, niên hiệu Khang Hy, Phật tử Lữ Tẩu ở tại Giang Ninh. Lữ Tẩu là một người nhân hậu, hiền lương, thích làm thiện sự. Đối với khuyết điểm của người thì khuyên bảo hướng thiện, với việc thiện lương của người thì tích cực phô dương. Mỗi sớm mai thức dậy, ông tụng kinh Phổ Môn, chú Đại Bi 100 biến. Lúc 52 tuổi, ông bị bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh. Cả nhà đều lo sợ, cùng nhau đến trước bảo tòa đại sĩ, xúm nhau dâng hương lễ bái cầu đảo. Đêm ấy Lữ Tẩu mộng thấy đại sĩ bảo rằng: số mạng nhà ngươi sắp hết, nhưng nhân vì lúc sanh bình ưa thích thực hành tất cả thiện sự, lại tụng kinh chú rất kiền thành, nên tuổi thọ tăng thêm 2 kỷ. Ta nhắc người hãy nhớ kỹ, từ nay về sau cố gắng rộng khắp khai hóa tất cả thế nhân, giúp mọi người nhận hiểu chân lý, làm lành được phước, tạo ác mang họa, lý báo ứng không sai một mãi. Khi thức dậy, tật bệnh của ông lành hẳn. Từ đó, Lữ Tẩu cố gắng hết sức mình, một mặt hành thiện, một mặt khuyên người đối với lời dạy của Bồ Tát không dám lãng sao. Về sau hưởng thọ 76 tuổi, đến lúc lâm chung, thân không bệnh khổ, tâm thần minh mẫn, ông niệm Phật mà tạ thế. Trích Nam Hải Từ Thoàn. Sự tích 21. Triều nhà Tấn, Phật tử Dương Dân ở Gia Lan, tỉnh Sơn Đông, không có con. Vợ của Dân thường ở trước Quan Âm đại sĩ, chí thành lễ bái cầu đảo, mong có con kế hậu. Thời gian sau, trong lúc đi đường, Dân gặp một hồ tăng. Dân vừa thấy ngài, sanh tâm rất cung kính, cúi đầu chào vái vị tăng ấy. Vị tăng nói: sau khi ta chết, sẽ làm con của người. Không bao lâu, quả nhiên vị tăng ấy mất. Vợ Dân liền có thai. Khi vừa hạ sanh, đứa bé liền biết nói,
lại rất thông về phạn âm và ngôn ngữ của 16 đại quốc, ba nước Tây Vực. Đứa bé thật thông minh trí huệ, không ai bì kịp, căn tánh phi phàm. Lớn lên, cậu bé học hành rất giỏi và thi đậu cao làm quan nội triều chính, đến chức Thượng thư Hồng Minh triều nhà Tấn. Lúc nhỏ, cha mẹ đặt tên cậu là A Luyện. A Luyện ngay lúc bé thơ đã nhớ tất cả những việc đời trước của mình một cách rõ ràng. Trích Biện Chánh Luận. Sự tích 22. Đời Lưu Tống, Tôn Đạo Đức, người ở Ích Châu, vốn là tín đồ sùng phụng đạo giáo. Lúc trên 50 tuổi, ông vẫn không có con. Nhà ông ở gần một tịnh xá Phật giáo, niên hiệu Cảnh Bình. Vị tăng ở tịnh xá ấy thường thấy ông vì không con mà buồn rầu, nên bảo rằng: "Nếu ông chí thành tin theo Phật Pháp, lễ bái Đức Quan Âm và tụng kinh Phổ Môn, chắc hy vọng sẽ có con." Đức vâng lời bỏ đạo giáo, một lòng thành kính thờ Đức Quan Âm Bồ Tát. Hằng ngày cả hai vợ chồng đều tụng kinh Phổ Môn và lễ bái xưng niệm đại sĩ. Một ngày nọ, nằm mộng thấy điều dị thường, vợ liền có mang và sanh con trai. Kích Minh Tường Ký. Sự tích 23. Đời Lưu Tống, Biên Duyệt Chi, người ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, đã 80 tuổi nhưng không con. Vợ ông đi cưới thiếp nhưng nhiều năm cũng không có con. Ông ở trước tượng Quan Âm chí thành lễ bái cầu đảo, xin có con để kế tự, lại phát nguyện tụng kinh Phổ Môn ngàn biến. Khi số ấy sắp đủ, người thiếp liền có mang. Đúng ngày tháng, hạ sanh một bé trai mặt mày sáng sủa dễ thương. Bấy giờ nhằm niên hiệu Nguyên Gia, năm thứ 18. Kích Minh Tường Ký. Sự tích 24. Triều nhà Đường, Từ Tạng thiền sư họ Kim, cha tên Võ Lâm. Vì không có con nên phát nguyện ấn tống kinh Quan Âm nghìn bộ, mong sanh được một nam tử. Ông lại không có ý mong muốn đứa con ấy khi trưởng thành ở ngoài thế tục, nối dòng giống, mà phải chìm đắm trong cảnh luân hồi. Ông chỉ mong mỏi làm sao nó phát đại bồ đề tâm, độ tất cả chúng sanh. Ấy là nguyện vọng duy nhất khi cầu con. Còn mẫu thân của thiền sư thì nằm mộng thấy tinh tú xa vào lòng mình mà thọ thai. Đến ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản thì sanh ra thiền sư. Thiền sư lúc tuổi trưởng thành, dù chưa từng học Phật Pháp mà đã thể ngộ nhân sinh vô thường, cảnh đời ô trược. Nội tâm của Ngài không có một niệm cho đời là vui. Đến niên hiệu Trinh Quán nhà Đường, khi Ngài xuất gia, lòng thành của Ngài được cảm ứng và có hai đại Bồ Tát từ Thiên Cung giáng hạ, đích thân truyền trao giới cụ túc cho thiền sư. Thiền sư cực lực đại hoằng chánh pháp của Như Lai, làm lợi ích cho khắp tất cả nhân thiên. Thật đúng như nguyện vọng của phụ thân đã cầu đảo. Kích Cao Tăng Truyện tập 2. Sự tích 25. Triều nhà Đường, Vạn Hồi Sư họ Trương, người ở Nam Hưng, tỉnh Hà Nam. Trước kia mẫu thân của ông thường đến trước tượng Quan Âm đại sĩ chí thành lễ bái cầu đảo mà thọ thai. Khi 8-9 tuổi mới biết nói bập bè. Khi tuổi trưởng thành, cha bảo đi cày ruộng. Hồi sư vâng lời vác cày trâu ra đồng. Ông cày ruộng hết mẫu này tới mẫu nọ, trải qua mấy mươi dặm không thôi. Đến chừng gặp suối sông hầm hố mới dừng lại. Theo thế thường, lúc cày thì người ta hô ví thá. Thiền sư trái lại cứ nói bình đẳng liên tục. Phụ thân ông thấy thế nổi giận, đánh ông một trận đòn đích đáng. Sau khi bị đòn, ông đứng dậy khoanh tay thưa rằng: "Sự thật cha không biết được mà lại đánh con.
Nhưng vì thông thường cày ruộng thì tất cả đều cày, cần gì phân biệt kia đây? Anh của Hồ Sư đi lính thú ở phương xa tại Tây An, đã mấy năm thường không có tin tức. Cha mẹ ngày đêm ở nhà buồn rầu than khóc rất thảm, cứ nghĩ con mình đã chết. Hồi Sư thấy cha mẹ buồn đau nên đến quỳ thưa rằng: hiện nay cha mẹ vì anh con ngày đêm bỏ ăn ngủ, buồn rầu than khóc, thật là điều vô ích. Vậy xin cha mẹ mau sắm sửa y phục, lương thực và những đồ nhu dụng cho anh con sẽ thay cha mẹ đến đó thăm. Một hôm, Hồi Sư thức dậy không cần ăn uống, đến trước mặt song thân, kính cẩn lễ bái rồi lên đường. Sớm mai đi mà chiều đã trở về. Khi vừa về, ông đến trước cha mẹ quỳ thưa rằng: hiện nay anh con vẫn bình yên, có thơ gửi thăm cha mẹ đây. Cha ông vừa nghe tưởng ông nói dối, nhưng khi đọc thư mới tin chính là bút tích của con mình. Cả nhà không một ai chẳng kinh ngạc, vì từ nhà đến xứ Tây An lộ trình hơn vạn dặm, thế mà Hồi Sư chỉ đi một ngày đã trở về. Vì lý do ấy nên pháp hiệu của ông là Vạn Hồi. Trước kia Huyền Trang Đại Pháp Sư đến Phật Quốc thỉnh kinh, trông thấy cây cột trước điện thờ Phật đề dòng chữ Bồ Tát Vạn Hồi sẽ đến văn hương bố hóa chúng sanh. Huyền Trang Pháp Sư sau khi trở về bổn quốc tìm đến văn hương hỏi thăm, xin gặp Vạn Hồi cho kỳ được. Huyền Trang Pháp Sư khi vừa gặp liền thành tâm đảnh lễ và đem ba y bình bát cúng dường rồi từ tạ ra đi. Trích Cao Tăng Truyện tập 3. Sự tích 26. Kiều nhà Tống, địch tập người Kinh Sư ở trấn Tứ An, huyện Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Tuy đã 50 tuổi nhưng không con, ông phát nguyện và rước họa sĩ họa thánh tượng Quan Âm để thờ trong nhà. Hằng ngày xưng niệm lễ bái, cầu đảo rất chí thành. Vợ của Tập sau đó thọ thai, lại nằm mộng thấy một phụ nữ mặc bạch y đem một cái bồn trao cho. Trong bồn có một nam hài nhi hình dung tuấn tú. Bà sắp bồng lấy đứa bé thì bỗng nhiên có một con trâu đứng chắn ngang ở giữa, vì thế bà không thể bồng đứa bé được. Đến đúng ngày tháng, bà hạ sanh được một bé trai, nhưng chỉ mới hơn một tháng thì không nuôi được, đứa bé bị bệnh nặng và chết. Địch Tập lại chí thành khẩn thiết cầu đảo. Khi ấy trong xóm có người nghe điềm chiêm bao của vợ Tập bàn rằng vì gia đình ông ưa ăn thịt trâu, chắc là điềm mộng ấy ứng hiện như vậy chứ gì nữa. Tập vừa nghe xong giật mình, trong lòng hối ngộ, lập tức phát thệ cả nhà chẳng những không được ăn thịt trâu mà lại trường trai. Vợ Tập sau đó nằm mộng thấy người đàn bà trước kia đến đưa đứa trẻ, bà lại liền thụ thai. Đúng ngày tháng hạ sanh một nam tử, hình dung đoan chánh, mặt mũi sáng suốt. Lớn lên đứa bé học và thi đậu cao, làm quan nội triều rất quý hiển. Trích Quán Tự Lục và Quan Âm Từ Lâm Tập. Sự tích 27. Hoa Đình Trung tự thuật, người em chú bác của ông là Đôn Tam, kết hôn đã 10 năm nhưng vẫn không có con. Em dâu là Quả Thị thường đến trước tượng Quan Âm Đại Sĩ chí thành lễ niệm cầu đảo. Sự cầu đảo của Quả Thị có thể nói là rất cảm động, vì lúc cầu nguyện nàng khóc than rất thảm thiết. Tiếng cầu đảo lẫn với tiếng khóc than ai nghe thấy cũng phải rơi lệ. Một đêm nọ nàng mộng thấy đại sĩ bồng đến hai trẻ, một trai một gái. Bảo Quả Thị rằng: ta rất thương sự chí thành của ngươi nên đem hai trẻ này giao phó cho ngươi. Quả nhiên sang năm sau Quả Thị sanh được một đứa con trai, qua năm sau nữa
sanh thêm được một đứa con gái. Từ đấy về sau, Bạch Hãn không còn thai nghén. Trích Hải Nam Nhất Trước. Sự tích 28. Triều nhà Tống, Phật tử Trương Khánh ở Biên Kinh, trong niên hiệu Tường Phú, khi làm việc trong nhà lao, luôn đem tâm từ bi của một Phật tử đối với tất cả tù nhân. Riêng cá nhân, ông luôn luôn tự giữ gìn thận trọng, không bao giờ có cử chỉ hách dịch với tội nhân. Dù là một quan giám ngục, hằng ngày ông lo quét tước, dọn dẹp và nhắc nhở mọi người chùi rửa những nơi ô uế, không khác gì những lao công trong ngục. Trong mùa nắng, ông lại càng siêng năng. Đối với tất cả phạm nhân, ông luôn lưu tâm săn sóc từ thức uống ăn đến thuốc men đồ nằm vân vân, rất là tinh khiết. Ông lại thường răn nhắc những người bộ hạ của mình rằng: mấy ông nên biết, tất cả phạm nhân vì bất hạnh sa vào lưới pháp luật, chúng ta nếu không để tâm thương xót họ thì người thọ tội biết từ đâu mà nương tựa. Phật tử Trương Khánh hằng ngày tụng kinh Pháp Hoa. Mỗi khi gặp tù nhân bị tử hình, ông phát nguyện ăn chay tụng kinh một tháng. Khánh lại thường răn dạy những người tù trong ngục có tội phải tự thú nhận, không nên vu khống cho người lương thiện, vì ác nghiệp ấy tự mình phải mang, tương lai khó tránh khổ quả. Vợ của Trương Khánh là Viên Thị đã 48 tuổi, nhưng không có con, lại bị nhiễm ôn dịch chết. 3 ngày sau, bỗng nhiên sống lại nói rằng: lúc đầu tiên tôi bị người dẫn đến một chỗ ô uế, bỗng thấy Bạch Y Quan Âm Đại Sĩ bảo tôi rằng: chồng của nhà ngươi âm đức rất lớn, trong con cháu sẽ có người hưng thạnh hiển vinh, hiện nay vẫn không con kế tự. Dứt lời, dùng tay dắt tôi đi ra, do đó mà được sống lại. Sau khi sống lại, Viên Thị có thai, năm sau sanh con, đặt tên là Hanh. Đứa trẻ ấy hình dung đoan chánh, mặt mày sáng sủa, học hành rất tấn phát. Sau đó thi đậu làm quan nội triều. Phật tử Khánh hưởng thọ 82 tuổi. Đến giờ phút cuối cùng, thân không tật bệnh, an nhiên niệm Phật tạ thế. 6 đứa cháu nội đều là người có quyền tước hiển vinh. Trích Quan Âm Trì Nghiệm Ký. Sự tích 29. Triều nhà Tống, Từ Hy Tải, người ở Lạc Bình, tỉnh Giang Tây, chỉ có 1 đứa con. Vào niên hiệu Thuần Hy, ngày 24 tháng 8 năm Giáp Ngọ, bị bệnh chết. Vợ chồng ngày đêm buồn rầu than thở, muốn chết theo con. Qua năm sau, Hy Tải có duyên sự đi ra ngoài, nghỉ trọ trong một khách sạn tại tỉnh An Huy. Gặp nhầm ngày con chết, nên ông đến chùa Nam Đài bái thỉnh chư tăng làm lễ cầu siêu. Trưởng lão trong chùa ấy là Tôn Ngộ, thấy Hy Tải trong khi lại Phật cầu nguyện cho con, tỏ vẻ buồn thảm vô ngần. Trưởng lão biết là người không con kế tự, trưởng lão nói với Hy Tải rằng: hiện tôi có thánh tượng Quan Âm rất là linh hiển, xin kính tặng cho đạo hữu đem về nhà thờ, hằng ngày lễ bái cúng dường. Nếu có thể thành tâm khắc bản in kinh Phổ Môn Ấn Tống thì chắc chắn được quả báo tốt đẹp. Hy Tải thành kính đảnh lễ, nhận thánh tượng mang về thờ trong thư trai, hằng ngày chiêm bái xưng niệm cúng dường và vâng lời trưởng lão in kinh Ấn Tống. Quả nhiên năm sau, đêm 24 tháng 8 nhằm ngày đứa con mất, vợ ông hạ sanh được 1 nam tử. Tiếp sau đó sanh được thêm 2 trai nữa. Từ đấy, Hy Tải càng thâm tín Phật Pháp, hằng ngày lễ bái cúng dường đại sĩ, tụng kinh niệm Phật rất tinh cần. Trích Hải Nam Nhất Trước. Sự tích 30. Minh Thiện là người cự phú, nhưng không có con,
nên ông thường đối trước Quan Âm đại sĩ nhất tâm thành kính lễ bái cầu đảo, mong Bồ Tát từ bi gia hộ có con kế tự. Thề thiếp sanh liên tiếp mấy đứa con trai, ông mướn các bà vú về săn sóc. Trong số ấy có một bà vú là Bạch Thị. Trong lúc cho trẻ con bú, thấy Minh Thiên đi ngang qua, nàng tỏ vẻ lả lơi cười cợt, nhưng Minh Thiên làm lơ, dường như không biết và tránh đi. Sau đó ông viện một duyên cớ khác cho bà vú ấy ra khỏi nhà để bảo toàn danh tiết cho mình. Về sau những đứa con ông trưởng thành, gia đình ông trở thành một cự tộc trong vùng. Những đứa con ấy cũng noi theo gương sáng của cha mình, đều phát tâm tin Phật. Hằng ngày họ đều có lễ bái Đức Quan Âm đại sĩ và tụng kinh niệm Phật. Trích Hải Nam Nhất Trước. Sự tích 31. Triều nhà Nguyên, Vương Ngọc ở phường Đại Ninh tại Nam Kinh đã trên 40 tuổi nhưng không có con. Niên hiệu Chí Nguyên năm thứ hai, nhằm năm Ất Sửu, Ngọc đến nhà người bạn là Mã Công Trước. Thấy ở trước bàn thờ thần có kinh Phổ Môn, Ngọc thỉnh mang về phát nguyện hàng ngày thành kính chuyên tâm trì niệm không biến nhát. Vào đêm 14 tháng 4 năm Đinh Mão, nhạc mẫu của Ngọc là Lưu Thị mộng thấy một phụ nữ mặc bạch y, đầu đội kim quan, dắt theo một đồng tử đến nhà, bảo rằng: "Ta đưa thánh nô này đến cho ngươi." Nhạc mẫu Ngọc vui mừng bồng đứa bé và giật mình thức dậy. Sáng ngày vợ của Ngọc là Trương Thị cho biết có dấu hiệu thọ thai, và đến kỳ hạn nàng sanh được một bé trai, thần sắc đẹp đẽ, hình dạng tuấn tú. Do ứng hợp với lời trong mộng nên vợ đặt tên nó là Thánh Tăng Nô. Cả hai vô cùng sung sướng nên phát nguyện ấn tống kinh Phổ Môn 500 quyển để thù đáp thâm ân đại sĩ bồng con đưa đến. Trích Bạch Y Kinh Ký Nghiệm. Sự tích 32. Nguyên Niêm Thường, hiệu Hải Ốc, họ Huỳnh, người ở Hoa Đình, tỉnh Giang Tô. Mẫu thân của thiền sư là Dương Thị ở trước tượng Quan Âm đại sĩ chí thành lễ bái cầu đảo, mong được có con kế tự. Sau khi cầu đảo, Dương Thị mộng thấy Bàn Mi lão tăng xin nghỉ trọ mà thụ thai. Ngài đản sinh thiền sư, tường quang chiếu khắp trong nhà, mùi hương lạ xông ngào ngạt. Sau khi lớn lên, Ngài xuất gia nơi Viên Minh Viện ở Bình Giang, tu hành tinh tấn, giới luật tinh nghiêm, bác thông kinh điển. Hòa thượng có trước tác bộ Phật Tổ Thông Tải Tập gồm 20 quyển lưu hành trong đời. Trích Thích Thị Khể Cổ Lược. Sự tích 33. Cuối Kiều nhà Nguyên. Nguyên Báo Kim, người Vĩnh Thọ, tỉnh Thiểm Tây, thân là Xứng Trưởng Giả, mẫu thân là Trương Thị. Hai ông bà đều là người siêng tu thiện hạnh, không biết mỏi mệt chán nhàm. Một hôm nọ, có vị tăng trì bình khất thực đem thánh tượng Quan Âm đại sĩ trao cho Trương Thị và dặn rằng: "Nên thờ cho kính cẩn, sẽ sanh nam tử trí huệ." Không bao lâu, bà hạ sanh thiền sư. Giờ phút lâm bồn, bạch quang chiếu khắp trong nhà. Trích Thích Thị Khể Cổ Lược. Sự tích 34. Triều nhà Minh, Nghiêm Thượng Bảo Thuận, tự Đạo Triệt, ở huyện Thường Thục, là con của Văn Trình Công Trọng, là một đại quan nhà Minh. Năm 30 tuổi không con, ông đi cưới thiếp, không cần chọn người sắc đẹp. Thế nhân thấy vậy xúm nhau chê cười. Một độ nọ, ông đến nhà bên vợ, thấy có một thị nữ tuổi đã cập kê nhưng chưa chừa tóc. Bảo Thuận hỏi chủ. Chủ đáp: "Đứa trẻ ấy câm suốt đời, thành phế nhân rồi." Bảo Thuận bùi ngùi mà nói rằng: "Không hề chi đâu, chỉ cần bảo nó chừa tóc,
tôi sẽ cưới làm thiếp. Nhà bên vợ không dám tin lời, Thuận thấy thế tỏ lời hẹn ước. Thời gian hơn một năm, quả nhiên đến cưới. Phụ thân của Thuận nghe tin ấy vui mừng nói rằng: việc làm con ta rất hợp với đạo trời, chắc chắn có con kế hậu. Sau đó người thiếp thị nữ ấy cùng với người thiếp khác đều sanh con trai. Bảo Thuận vốn là một Phật tử thành kính Tam Bảo, hàng ngày chuyên trì tụng chú Bạch Y, lại nghiêm trì giới bất sát. Đại phàm khi sắp sinh con trai, phần nhiều đều có mộng triệu Bạch Y Tống Tử. Trích Cảm ứng Thiên Tăng Chí. Sự tích 35. Triều nhà Minh, quan hình bộ Lý Thanh, tự Tâm Thủy, người ở Quảng Lăng, chỉ có một đứa con lại bị bệnh đậu chết. Mẫu thân của Thanh là người Cương An, ngày đêm buồn rầu nhớ cháu không nguôi, phát nguyện hằng ngày tụng kinh Phổ Môn, đi cầu tự cho con. Không bao lâu, Lý Thanh nằm mộng thấy một phụ nữ bồng đứa trẻ vào nhà, trên mặt nó có dính cái mài ghẻ đậu, tợ hồ sắp lành nhưng chưa rụng. Sáng ngày thức dậy, gặp hai người lạ đem tượng Quan Âm đến tặng. Tượng ấy có bồng đứa trẻ giống hệt như trong mộng. Bấy giờ phu nhân của ông thụ thai đúng ngày tháng sanh nam tử. Trích Quan Âm Trì Nghiệm Ký. Sự tích 36. Triệu Thế Trân, người ở huyện Tiền Đường, chánh thất là Châu Thị, không có con. Ông thường đến điện Quan Âm chí thành lễ bái cầu đảo, lại phát nguyện trì tụng chú Bạch Y, ấn thí Bạch Y Đại Sĩ Đồ 12,000 quyển, lại thực hành tất cả thiện sự, phát xuất từ nơi tâm thành. Về sau vợ ông sanh được 2 con trai, đứa con đầu đỗ tiến sĩ, Châu Thị hưởng thọ 98 tuổi, đích thân mục kích Ngũ Đại Đồng Đường. Trích Hải Nam Nhất Trước. Sự tích 37. Kiều nhà Thanh, chư sanh Huỳnh Khoáng ở Tân Ấp, tỉnh Quảng Châu, là một nhà cự phú. Tuổi đã 50 mà bên cạnh vẫn vắng vẻ quạnh hiu, không con cái. Năm Mậu Tý, ông phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, lại nguyện trường trai, không thọ dụng đồ huyết nhục. Trong nhà ông có thờ Quan Âm Đại Sĩ rất là thành kính. Hằng ngày hai thời mai chiều, dù có bận việc cách nào, ông cũng gác qua một bên, tắm gội sạch sẽ, y phục chỉnh tề, đảnh lễ Đại Sĩ 100 lại và chuyên xưng thánh hiệu của ngài. Suốt năm như một, ngày ngày không hề bỏ thiếu nghi thức thường lệ,